rửa tay con chán, sợ anh đợi lâu. Đó. Ngon đấy, nhìn nó đỡ hẳn. Quan trọng nó phải lẩy được đúng không? Cái này là xạ tất không tí đúng không? Này, thế này. Sáng giờ mới được có 5 cây. Cây này là cây thứ 6. À, mà 5 cây điền sang cây quê. Quê này chất đẹp đấy. Cảm ơn em Phan. Ngày chất nó mập phết, sáng sủa. Cắt đi đoạn vật lá xong. Chí hay sang có rồi. Ủa. Đây đây. Nhìn 12 giờ rồi đấy. Ông Tuân gọi cậu cái gì vậy? À. Không rồi. Tuân gọi cậu gì? Tuân. Ừ. Mấy đâu về đấy? Mấy đâu về?
Đang đâu cô ơi? Về công ty đi uống bia cô ơi. Tuyền với anh Đông. Tuyền với anh Đông chơi cái cảnh ấy. Ờ. Ai đấy? Ờ, thế bảo chúng nó về. Những cái này mình cắt nó bé này, đoạn nó có to. Xong lấy lại người khác. À. Vẫn lấy người khác. Anh cho nó này. Cắt cho nó này. Anh này tưởng là nó to được thì càng tốt. Cắt cho nó này. Cắt nó đứt này. Con này đấy trồng sang chậu này sau cả con ở bể đá kia thấy mà nó tốt như này. Con bể đá thực chất mấy cành kia thì nó cũng tốt, nhưng cái vế bên này nó cứ trơ trơ mình nhìn mình nó sốt ruột. Con đấy cho đi chơi được rồi nha. Được. Rồi rồi Vĩnh Phúc nó thằng ấy nó tổ chức cái gì đấy. Anh cũng không để ý. Anh thấy có trên ấy nói nhưng mà anh không, gần như đúng huyện nhà anh ấy. Vĩnh Tường nào. Anh Vĩnh Tường. Cái gì Bình Dương cái gì? Đấy, Bình Dương này thuộc huyện nhà anh. Ngày là nó tốt phát nó kéo cái sẹo kinh khủng. Nhưng lại bỏ
quả là nó to đúng không? Nó kéo cái chỗ này mạch này mình... không phải như lấy thằng này sang tán lên này đúng không? Bên kia mình phải định hình những kệ mẹ nó. Đằng này nó rất xanh, đằng này nó mềm hơn ý, nhỉ. Mua thằng cua ấy đấy.
nhành, dễ nhành. Hai tay một ngọn, cái này mình phải chơi mặt bên kia đấy, đúng không? Cái mặt bên này thì nhìn nó lại ấy hơn, cái mặt này phải trông nghiêng thêm đi nữa, nghiêng sang bên kia. Cái mặt nào cũng được, chơi mặt này cũng được. Ừ. Mặt này có thể thuận này. Mặt này dễ nhìn hơn. Trước mà thích chơi mặt này. Cái cổ ngọn thì sạc thì phải cưa. Sợ lắm. Thế thì được 6. Hả? Được, thế thì được 6.
tiện. Chỉ cần nó hở ra thế này thôi. Thế à? Ê, sợ đoạn nó vò mẹ nó lại nít vào. Có cái thế. Quan trọng mình để cho nó đỡ trơn cái chỗ này. Có cái tròn như thế nhưng nó to hơn đấy em. Thế không vừa được. Này đã to quá rồi. Rồi, thế đâu. Không cần phải đục quá cả này. Nhìn cho nó đỡ bị trơn cái chỗ này. Đỡ thẳng. Con này là ít chi giam mà chi giam ra mập lắm. Chơi mặt này, cổ ngọn cũng buộc phải theo mặt này. Này sao phải xử lý? Sao? Cái tay này sao phải xử lý? Để bỏ cái này đi, thu ngắn bớt lại. Nhưng mà bây giờ không thu làm sao này? Nhìn chỗ quãng này nhìn bỏ cái này đi. Anh đến chưa? Thịt dạ. Đến chưa anh? Anh đi. Rửa tay con chán, sợ anh đợi lâu. Đó. Đúng không? Đấy, nhìn nó đỡ hẳn. Quan trọng nó phải lẩy được, đúng không? Còn cái này là xạ tất không tí, đúng không? Thằng này, thế này. Thằng này, nó có kiểu này nhìn. Đúng không? Cơ bản là nó toàn bị mọc lệch đi chỗ khác, nên buộc mình phải dùng. Đây, người trước cắt phát nó này. Cái giống này lại không nhiều. Nó mà này chuẩn phát thì ngon luôn. Đấy. Ok, thế đã.